fulcru legat, umira la cărăncear. Vam bira tap, mâc, uc, un plăi la vinam. Lincan ram gang, pim gum, hom nui bun sa. Ram gang, nup nam, pim gyal, am băi sam gro. Nup nui na, nup nui na. Lan nhạc vang, cha li de ca nhiê. Sơn alum cô chị giang gặp nhiều địa phương gặp thập yên gặp tùng mở sang đung sập lùi đêm đặc nhiều tùng bằng ala chả Thái Lan đung nào ta bà rong lần là Austin gặp mình pula sinh ra nay chính sẽ si yong mai tây đây phùng cùng hai crom trả vinh sóc trăng sẽ sơn ạ sơn nha thì gỡ chính như pia liên hiệp quốc rằng bị nần lẹ nụi bố lần sẽ sơn ạ bị đà xin được bố cần nục na yuan clean sinh ra nhiều ngã như mạng cử hệ tình ngựa sinh ngã các cây như mạng cử rất bù lệ mồm tê hóng dưới này đầy gà rỗ sẽ nhu cử này blank buồn phương bê xã Yên Long huyện Xuân Hình tỉnh Phú Yên sinh ngã nhà lại vi phạm và điều 331 tội lợi dụng tự do dân chủ do mà lệ rất bù hoa bồm tô rệ cách muốn dạng sinh ngã vi phạm và điều 116 bộ luật hình sự sân nha tội phá hoại chính sách đoàn kết cửa hệ sân mơ phung yong mai tề cầm hè này sinh ngã phung hè crom này như mạ cửa này sân cửa đi gỡ tân này chính bạ châu sa thạch cương toa tô hoàng trương lâu dành minh quang bạ ninh thị huỳnh sân bạ châu này liên hiệp quốc ả u rì đi ạ ả yêu thư bệnh như bà vết sân như lại tên này Việt Nam bị yêu cầu rời khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Ý bởi á, sân nha tôi đặt cái đề gà rẻ em sẽ mà. Sinh ngã, cơ lây như mạ cử, em sẽ xì nhà báo độc lập, lẻ nắn như bìm dịa Tây Sư Xuân, chị Tây Sư Xuân, lẻ nắn như mạ 36 nhà báo độc lập, rằng rời như rời khỏi ghế không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do mà sân nhớ đang bày như nào dọn nào hại mùng mà ô gặp như là nên cầu thùm lại lên một cái ghế nóng để đang việc theo dõi nhiều thì bây giờ đang bày như đồ cơ nên ngoài em ai dọ thì ngao mới nhiều ghế không thường trực thì bây giờ thì ngao đối sẽ xử vật em một bảo là bày như gạt cái mô gì thì qua thì ngao nên đang chẳng lẽ tuần ấy chẳng lẽ Liên Hợp Quốc chẳng lẽ từ tô ra lấy trả ngại một dọn chị nuôi mô đà bị dễ buôn sang nhiều ở mô đà cứ đâu buôn sang như đạo ấy đi thì bởi ơ y khẩm cung khai lệ ê đi ngã yông khoa ê đi là giác lên một dỗ sân nó đang chẳng này mô nhùm tâm chị nuôi nhùm tâm bị dễ dưới này đi gạt đạo cái đề sẽ bùng một điểm đang lo đi chứ mà 26 tháng 6 2023 đang suy là cờ nhủ tí sẽ xin ghế không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì bởi ơ anh nâng dình hồi này phùng yông ai đẹp mẹ thì lăng như lại tên này Việt Nam bị yêu cầu rời khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc sơn nên tịch luôn này bày để mỡ lấy lũ hong lấy yuan sẽ sơn nên tên này này sẽ sơn này lũ hong lấy yuan như chúng ta cũng biết trong nhiều năm trở lại đây mối quan hệ giữa hai nước Việt Cam ít nhiều bị ảnh hưởng xấu trước sự lôi kéo của Hoa Lục kéo theo đó là các mối ác cảm Trung Quốc của người dân Campuchia ngày càng gia tăng đối với người Việt Nam trước những lời xuyên tạc bịa đặt của các thế lực phản động đang hiện diện trên khắp lãnh thổ nước này. Nhưng nếu như trước kia mối hiềm khích ấy vẫn chỉ tồn tại ở dạng âm ỉ, thì giờ đây nó đã được công khai rộng rãi trên các quy mô lớn. Minh chứng là gần đây nhất, tổ chức KKF của Campuchia đã yêu cầu Liên Hợp Quốc loại Việt Nam ra khỏi Hội đồng Nhân quyền vì đã đàn áp người Khmer Krom dã man vô cùng. Thông tin trên đã được một trang quốc tế uy tín lan truyền nhanh chóng, khiến ai nấy nghe thấy cũng đều phải ngỡ ngàng. Nhất là những người dân Việt Nam hiền hòa chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày bị bạn bè của mình quay lưng và vu vạ cái tội lạ lùng. Vậy cụ thể hơn, tổ chức KKF đã dựa vào đâu mà lại đưa ra yêu cầu vô lý như thế? Và Liên Hợp Quốc đã phản ứng như thế nào? Mời các bạn hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu tường tận trong video số ngày hôm nay. Các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và bấm vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh Hiểu Biết Hơn Mỗi Ngày.
Các bạn thân mến, vào ngày 9 tháng 4 năm 2024 vừa qua, một trang tin quốc tế rất đáng tin cậy đã cho đăng tải bài viết đáng chú ý là KKF kêu gọi loại Việt Nam khỏi Hội đồng Nhân quyền vì đàn áp người Khmer Krom với nội dung như sau. Một tổ chức của người Khmer Krom mới đây đã gửi thỉnh nguyện thư tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đề nghị đình chỉ tư cách thành viên của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc UNSRC và kêu gọi thả tự do cho những người bản địa bị bắt giam. Thư ngỏ được đăng tải trên trang change.org ngày 4 tháng 4 năm 2024 để thu thập chữ ký của đông đảo người dân, trong đó khẳng định rằng cuộc đàn áp gần đây của Việt Nam đối với cộng đồng người Khmer Krom bản địa đã đạt đến mức đáng báo động, với nhiều báo cáo về các vụ bắt giữ tùy tiện, bỏ tù bất công và đàn áp tôn giáo dã man vô cùng. Liên đoàn Khmer Krom KKF nhắc lại việc tòa án ở một số tỉnh phía Nam kết án 4 nhà hoạt động người Khmer là ông Thạch Cương, Tô Hoàng Trương, Danh Minh Quang và bà Đinh Thị Huỳnh với các mức án tù khác nhau về tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ theo điều 331 của Bộ luật hình sự. Theo KKF, những người này bị bỏ tù vì cổ suý quyền của người bản địa bằng các hành động phổ biến tuyên ngôn của Liên Hợp Quốc về quyền của các dân tộc bản địa hay tổ chức kỷ niệm Ngày Nhân quyền Quốc tế mùng 10 tháng 12 và Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Từ nước Ý xa xôi, ông Trần Sa Rộng, Phó Chủ tịch thứ hai của KKF nói với Đài Á Châu Tự Do AFA qua điện thoại vào ngày 9 tháng 4 năm 2024 rằng đúng ra chính phủ Cộng sản Việt Nam phải phân phát những cuốn sách đó, những cái tài liệu đó ở vùng dân tộc thiểu số và những vùng dân tộc bản địa. Nhưng mà họ không, họ giấu đi, họ không áp dụng, họ chỉ ký với Liên Hợp Quốc thôi. Thỉnh nguyện thư cho biết ngoài mục tiêu nhắm vào những nhà hoạt động, chính quyền Việt Nam còn bắt giữ và buộc hoàn tục các tu sĩ Phật giáo Khmer Krom vào cuối tháng 3 vừa qua. Trong sự kiện này, sư Thạch Chanh Dara, chủ trì chùa Đại Thọ cùng với tín đồ Kim Khiêm bị bắt theo cáo buộc của điều 331, trong khi bốn nhà sư Dương Khải, Thạch Quý Lầy, Kim Sa Dương, Thạch Chóp cùng hai Phật tử là Thạch Ve Sanan và Thạch Nha bị tạm giam với cáo buộc bắt giữ người trái pháp luật theo điều 157 của Bộ luật hình sự. Theo đó, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tam Bình ngày 1 tháng 4 năm 2024 phải bổ nhiệm Đại đức Thạch Sương trở lại làm trụ trì. Ông Thạch Sương từng là trụ trì của chùa Đại Thọ nhưng bị các sư sãi và Phật tử trong chùa trục xuất vì liên quan đến ý định chặt hạ cây sao di sản 700 năm tuổi trong khuôn viên của chùa và đưa sư Thạch Chanh Dara lên thay. Trong cùng ngày, chính quyền địa phương cũng đưa máy xúc đến phá hủy ngôi giảng đường vốn được sư Thạch Chanh Dara xây dựng 3 năm trước để làm nơi học tập của sư sãi và tín đồ. KKF cho rằng hành động xúc phạm văn hóa và tôn giáo này không chỉ tước bỏ nơi thờ cúng của người Khmer Krom và còn vi phạm nghiêm trọng di sản và bản sắc văn hóa của họ. Những vi phạm nhân quyền trên là bằng chứng rõ ràng cho thấy Việt Nam đã không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên UNSRC bằng cách dung túng và thực hiện những hành vi vi phạm như vậy. Việt Nam thể hiện sự coi thường trắng trợn các nguyên tắc của tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và các giá trị cốt lõi của Liên Hợp Quốc. Ngay khi nhận được thông tin trên, trang tin uy tín đã gửi email đến Bộ Ngoại giao Việt Nam và Văn phòng của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đề nghị cho ý kiến về các cáo buộc của KKF. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào được trả về. Vâng, dành cho những ai chưa biết về tổ chức KKF, nó có tên gọi đầy đủ là... Vậy ạ. Sơn chi chàng lầy nhục ngạ nhục ngạ. Rất buồn lè. Suy ngạ phạm thu hàng lạch. Hoa Kỳ thiếu chính xác, thiếu minh bạch, thiếu nhất quán. Tôi đã đang lại cả như mạ cửa phùng khoa phùm tôi đề gà rể. Ê bói á, là chị nạ đề gà rể gà đập sĩ út. Xin ngạ nhờ lệnh. Một tùm cửa ôn. Cửa lệ phùng mọc lại xót nhờ lệnh. Bị tôi đã cửa phùng mọc lại xót xin ngạ mạ cửa khoa phùm tôi ít rạch bốn dạng. Mạ cửa khoa phùm tôi nại làng buôn phương bê xã Yên Lâm huyện Xuân Hình tỉnh Phú Yên. Lệ mạ cửa khoa phùm tôi ít phùng bốn dạng. Ấn rệ bộ chính clay như bè phùng Liên Hiệp Quốc chỉ trích nhiều nhiều đạch nhiều ngại bồi á sẽ sau này mà phùng mẹ còm cơ bố như lại người bạn tốt của mình lại quay lưng ấy bồi á xin ngạ đọ người bạn tốt quay lưng xin ấn chính rệ bộ sẽ xì tên này là phùng Campuchia này xin ngạ Campuchia chính rệ bộ sẽ xì đùm để ta đạt một máu Việt Nam Black Pol Pot biết nên Campuchia phải mất 3 năm hun sen là dòm á. Bida Jing Hun Sen yêu Việt Nam nó là Campuchia.
sẽ sân sân là không hề có đồng à không hề đó sân cần hạt tôi sinh á tuy nhu lẽ nên lẽ đi cơ không hề đó trình tội diệt chúng ý bởi á lẽ nên vì ruồi này như là người bạn tốt lại quay lưng sân ruồi này xin được bố hôn mà nét ngạ sẽ xì một cái con kinh nhân tạo và ea Pachar sẽ xì Campuchia lòng ngạ biên giới hòng Việt Nam sân mau tại để phiền prong lệ lệ tân nhân lòng vinh viễn đấy yên ngạ Campuchia bộ yếu hạt rạm nạch Việt Nam cả lại ô Campuchia cầu độc tì ngao cầu tùm nào thủ đô Phnom Penh ở độc tân nhân lệ màu toa thôn có bộ mà bề ngoài gỡ đuôi lệch Campuchia đông nần yuan mà mang tâm em chính nuôi gạc nuôi Liên Hiệp Quốc đợi sẽ si Irin ý bởi ạ hào điệt hào prong màu chi bởi sáng bề đẹp sẽ mà Campuchia gầm mọc lại tư ô cổ rủ hải ạ chạy xe thô ạc cổ mà chị nèm nâng dập siêu thị khách sạn đợi Việt Nam mà mang tâm em bởi thua đông nông bành chị sang mà chị quán cà phê toàn là đội yuan ấy vó bọc bên ngoài cái đuôi cây bà làm yuan ấy cầm địch của là yuan tràn lan là nhá sân nhá hun sen những ngành sáng sân ruồi này như là xin ngã Campuchia người bạn tốt quay lưng với Việt Nam giang ngã như yêu khách tơ đa lâu đời Việt Nam sang bla nhiều khách sang trung trị Việt Nam dình họ năn nén nặng ý bởi á khai có ăn sẽ mà sân nhá rệp bồ ruồi này chí giang lấy yuan kinh ngạc dập nuôi dập ala chàr lào căn lọ chàng Campuchia căn lọ chàng ý đi gà rễ oa là gỡ lẽ nhụm dê tùm dê ô như là nhụm bôm dê sẽ bùng một dạ gỡ ý bồi á sẽ cù cù đùl nhụm dê nhụm bô như là ý biết là lẽ nhụm mạ gỡ nhụm cỡ hệ cỡ phương mộc lại sọ như là mục sư si thò mau ý biết là sân nhớ rễ bộ rồi này sân nhân dình tin ốc sân rồi này Việt Nam bị yêu cầu rời khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc quốc bởi ạ hành cả lâu cả duẩn lệch quê lắm bởi ạ hành lâu ấy ninh ý nguồn đấy ngoại giao blame nam lỗ tuy này lệ nần đâm cây ngạ này em lo mọi khứ nữa này ý bởi ạ sân nhớ đệ bộ hội lâu cơ sập bò cha là như nào các lấy sung lạc xin ra cấm vận ấy lâu cầm của rồi này CPC là bự bự cầm đăng họ duẩn clean cầu lại lè ý lâu đềm tổ chạm lửa rải có gió như ngã Liên Hiệp Quốc đang bị ăn nần lè mùng 10 tháng 12 ăn nần chính sẽ xì chì bè đọ ruồi tướng niệm nạn nhân bị bách hại vì lý do tôn giáo ý bởi quốc tế ở tìm bí thơ nhập là chả lè nần lè chính cầm hè crom người bản địa quốc tế đang bè là cơ riêng lè nần lần riêng bản đồ riêng cái đề gà rèm kinh tế sân ăn mà kìa đi cả là cơ đi trình bày lẽ ra cộng sản như phải hừn ta hừn thâu hơn bốn sang như cung khai mà mồm đập không anh này nhầm đập lại như mạ cơ lại bồi như mạ cơ này Thạch Cương này Tô Hoàng Trương này Danh Minh Quang này lẽ nên Ninh Thị Huỳnh ý bồi như mạ chỉ là sân đã đang lại cái như lại loạt sân đầy cặp lòng Yuan Clean Ilo để lừa ra một trạm tù mà mọi ai sẽ làm cầm được quyền lực thì cặp lòng ở sân tây mông gì là Ilo tiêm tay cầu bìm đi chặt lù cặp đi mỡ sang đu sập lội đêm đặc niệm đồng bằng la cha lan ite lo sudah dan lek cak lu kul kru rega tu mira le kelancar wang dia rata mu ku pun pai da mai na lingkan ranggang tim gum hom nui bu sa ranggang nup na bing ya lan pai sam tro nup ni na nup ni na lan ya pang cha le de